em xin chào cả nhà. Dạ xin chào cả nhà. Dạ em xin chào cả nhà. Dạ ngày mới em xin chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe nha. Dạ cả nhà ơi, hôm nay á em có đi bắt cá xanh nè, em thấy mực ngon quá à, em có mua được này con ký á mẹ, ký hơn ký á, với em có mua cá này cá mó nè, cá mó là chị đó cho nó chiên ăn ngon lắm. Với con bữa nay con mua mực về con xào với sa tế, con có mua củ cải gì ớt chuông, ớt chuông nha, ớt xanh với ớt đỏ nè, không ăn không biết à. Tại vì con không biết ăn mà xào cho đẹp mà cả nhà ăn được mà ăn được, con thì con không biết ăn. Cái này là mình gâu ha, gâu mực bạch tuộc ha, gâu bạch tuộc. Rồi bây giờ mời cả nhà cùng vào bếp làm đồ ăn với gia đình em ha. Dạ mẹ đi nấu cơm. Con đi rửa mực với cá đi. Sắc mực cho. Bấy lọc cái này đi. Rồi cố lên. Ớt chuông này bà ý ăn được mà. Được. Nó đâu có cay. Dạ. Mình xào lên rồi nó đâu có cay. Nó ngon, ăn này ớt chuông nó ngon. Bắt nồi cơm lên mình nấu. Mùi của gâm này hôm nay nó không có tốt cả nhà. Giờ em tưới cho nó. Tưới miếng phân vô ghê cho nó. Cho nó tốt, bị con sâu gì nó cắn quá trời luôn nè, lá luôn lỗ hết trơn. Em tưới cho mấy cây bầu luôn. Sâu nó ăn á, xong hoa cào cào với năng lá cây đậu bắp của em. Giờ con sắc mực luôn á mẹ. Sắc ớt đi. Mực này gâu nào gâu thấy nó bự quá trời luôn. Bự cho má. Này mình sắc cũng cho nó vừa ăn như này. Nhìn thấy ngon ha. Ngon. Nó giòn lắm á. Bữa hổm mình có ăn lần rồi đó. Nhưng mà bữa hổm thì mình xào xào chua. Bữa nay mình xào sa tế hả? Xào sa tế. À, có sa tế biết bà ý ăn được hay không nè. Cay đó. Được mà, cái mùi thôi. Ngon, hết sức ngon luôn ha. Cái bản nó còn sắc hơi mỏng mỏng xíu á. Em sợ nó teo nè. Nè nó còn teo lại nữa mà. Teo sắc mùi, cái nó teo lại là vừa ăn. Nãy con cũng bằng chanh muối rồi tắt rồi xong hết rồi. Để con nhờ bà ý đâm giùm con miếng muối ớt này. Đâm con ớt cá luôn coi. Trời chuẩn bị mưa cái lo đi lấy đồ vô à. Ê, đâm muối ớt đi. Đâm muối ớt. Bây giờ em ớp mực luôn. Em cho vô đây một muỗng hạt nêm. Cho vô đây một muỗng nhỏ bột ngọt thôi. Em cho vô đây tỏi cháy vô. Thơm. Em cho dầu hào vô luôn. Em cho vô đây chút nước mắm thơm cho nó thơm luôn. Và cái quan trọng nhất là em cho sa tế vô luôn. Em ướp. Và em trộn lên. Để nó cho thấm xong đi chút rồi cái mình xào lên.
Dạ em có chảo là nem chiên cá luôn. Trời ơi, em cho dầu vô em chiên luôn. Giờ em cho cá vô luôn, dầu cũng nóng rồi. Gán gán mình chiên một lần mà thôi. Cá này cũng vàng nè, để em coi coi cái con nào vàng em gắp ra được rồi. Cái con cá nào vàng á thì nó vớt ra. Đây con này vàng nè cả nhà. Nhìn thấy ngon quá ha. Nó ngon ha. Ừ, cá này nhìn thơm ha. Để chảo nóng rồi. Dạ em cho cái nước dầu điều, nước của sa tế á, em cho vô luôn. Cho tỏi vô em cháy luôn. Rồi giờ em cho mực chiên xào luôn. Có chiều là mưa hả bà? Chiều bữa nào cũng mưa hết con ơi. Chiều là không trộm mưa à? Tháng 7 tháng 10 mà. Hôm qua mưa lớn hơn dạ này. Giờ em cho cái hành vô. Em cho hành vô luôn. Dạ nãy giờ gia đình em cũng làm cơm xong rồi đó cả nhà. Bây giờ gia đình em mời cả nhà cùng ăn cơm với gia đình em ha. Dạ em mời cô chú anh chị ăn cơm với gia đình em nha. Mấy tháng này bữa nay, nay trời mưa lớn quá cả nhà ơi. Đó, mưa rỉ rả vậy ăn, ăn cơm mới ngon, nó mát mẻ. Vậy mời cô chú anh chị ăn cơm. Dạ mình mời cả nhà dùng cơm với mình nha. À mình ăn cái mực xào với cá chiên. Ừ. Ôm rồi. Để con cho ớt vô nó đã hết vô. Thích cái món đó rồi đó. Bà ấy thích nào đặng đó. Ăn thử thì ngon không bí? Nhìn thấy cũng hấp dẫn quá mà. Ừ. Ngon quá. Cái mềm mà cắt không tức, ngon quá. Cá này nè, cá ngon con cũng ăn thôi, chút là ngon. Cá này ngon à. Cá này ăn cái nước cơm á. Cá nước cơm. Thôi ướp cá cũng ngon quá. Ăn muốn mực rồi. Mấy thằng ớt ruột hả ta? Ngon mà. Có gì đều không biết ăn. Con ăn được nhưng mà ăn có ít không? Ngon. Rồi em mời cô chú chị ăn cơm với gia đình em nha.
mực mềm hết bạn. Mềm ngon không? Trong đây con thấy củ hành là của anh ngọt nhất. Và thích ớt chuông nữa. Thử đi, thử ớt chuông hết rồi con. Em ăn nãy giờ rồi. Sớm giờ ba ý có ăn mực chưa mà? Ờ, biết cay ớt người ta ăn chứ bộ à. Tập ăn được từ. Cá này kêu bằng cá cái gì? Mó. Có mó à? Mó nè. Ngon quá. Quá ngon. Ốc dừa ăn ngon quá. Hết. Ngon. À nó ý đó là con mua. Không mà như đây một dĩa là cũng rẻ nè. Có 35 ngàn à. Rẻ hả? 70 ngàn nữa tí. Cá này ngon như vậy. Ngon, ngon. Nó có cái xương cũng dữ à. Tính không ngon nè, ngon. Chưa ngon quá. Bao giờ nữa nó cá lưỡi trâu. Cũng ma ná. Đó mà con kia mình cá lưỡi trâu nè. Nó không hỏi chưa ăn hả? Chưa. Tính cá lưỡi trâu. Ừ, nhà cũng tính cá lưỡi trâu. Cái đầu nó mềm. Nuôi càng nhàng lớn. Hết một cơm. Mà ớt là ớt, muối ớt ngon quá. Cá mẹ là ớt với ớt cũng ngon. Còn mấy số nhà mình ăn là ớt với ớt. Đâm tỏi ớt cái ớt thì ăn riêng nó ăn nó thơm. Cái chiên nó giòn nó thơm. Hai chén hả? Hôm nay nó đỡ lại đó. Cái hả bệnh cũng ăn yếu xìu à. Thôi đừng có nói. Đừng có nói. Nó không mắc lên hết. Lại đi, chắc bự vậy ăn nó giòn nó ngon. Cơm còn nặng rồi, mới có nghĩa một cái đường xương cũng nữa rồi. Lại mình chiên kiểu này là nó giòn nữa, nó không có bị thép. Rồi ớt đường á, chiên sợ bị thép. Ớt đường chứ không khác. Nói khác. Mưa. Mưa là hơi lớn, nó bị ồn cả nhà. Mong cái nhà thông cảm nha. Hai ngày nhà nào cũng mua quá chừng cho em.
mực này xào với sa tế cũng thơm, ngon. Trời, ông nghe mình nói mưa mưa với ông. Hồi nhỏ lại hả? Hồi nhỏ lại. Hồi nhỏ lại. Lạ ha. Nó hết rồi. Nó hết rồi. Nó hả? Mưa mát mẹ nó ăn cái gì cũng ngon. Cái này mẹ cho biết ngon rồi. Hôm nay ăn không biết ngon không mẹ. Nó lạc cái miệng. Dạ, nãy giờ gia đình em cũng ăn cơm xong rồi đó cả nhà. Dạ, gia đình em cũng xin cảm ơn cả nhà đã dành thời gian ra xem clip đi ủng hộ cho gia đình em. Gia đình em xin cảm ơn cả nhà rất nhiều. Và bây giờ gia đình em xin hẹn cả nhà vào clip sau của gia đình em nha. Dạ, bye bye cả nhà.